Nhắc đến Đà Lạt, không thể bỏ qua con dốc Nhà Bò. Đây là địa điểm từng xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh, phim truyền hình cũng như MV ca nhạc. Tuy nhiên, con dốc này cũng được mệnh danh là dốc tử thần khi có nhiều vụ ngã xe xảy ra tại đây. Trong đoạn clip được đăng tải mới đây, đoàn khách tham quan leo dốc bằng xe máy, thấy người đi trước lên dốc dễ dàng, một chàng trai chở theo bạn gái đã tăng ga đi theo. Tuy nhiên, ngay khi vừa lên tới đỉnh dốc, chiếc xe bất ngờ mất đà lùi về phía sau. Sự cố khiến hai người đi sau hoảng loạn, lùi phương tiện dẫn đến mất kiểm soát và chạm vào hàng rào. May mắn nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh nên đoàn xe vẫn an toàn. Dốc Nhà Bò có chiều dài khoảng 20 m, là con đường dành cho người đi bộ, được hình thành giúp người dân đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, các phương tiện xe máy vẫn lưu thông, dẫn đến nhiều vụ tai nạn xảy ra. Cư dân mạng khuyến cáo, những ai sắp có ý định tới địa điểm này cần nắm rõ cách điều khiển phương tiện hoặc đi cùng người bản địa để tránh xảy ra sự cố không mong muốn.